Hello các bạn. Hôm nay thì Kinh Mèo Hay xin phép giải đáp thắc mắc của một số vị khán giả trao đổi về cái việc mà cái mẹo tính nhẩm nhân hai chữ số với số có hai chữ số. Đối với các cái trường hợp mà cùng hàng đơn cùng hàng chục đó, ví dụ 15 nhân 18 nè, 24 rồi nhân 27, 36 nhân 39 rồi 4 rồi 45 nhân 48 vân vân. Thì mấy cái này nó dễ rồi. Nhưng mà khán giả hỏi á, vậy thì trường hợp nhân hai chữ số mà nó lệch hàng chục, ví dụ như 27 nhân 65, 34 nhân 76 thì có thực hiện bằng cái phương pháp tính nhẩm, bằng cái mẹo tính nhẩm như cái kinh Mèo Hay đã trình bày có được không? Đó thì kinh Mèo Hay cũng đã trả lời rất nhiều lần là được, hoàn toàn được, làm rất là thuận lợi tính nhẩm những cái số mà hai chữ số, phép nhân hai chữ số với hai chữ số á. Đó thì thực hiện theo cái cách tính nhẩm của Mèo Hay là rất nhanh, mấy cái phép tính này tính rất nhanh đó. Nhưng mà trước khi là thực hiện cái cách đó thì cũng xin phép ôn lại một chút những cái cách tính nhẩm số có hai chữ số với số có hai chữ số mà kinh Mèo Hay đã chia sẻ, để cho những bạn mà chưa xem được cái video đó mà chỉ xem được cái video này thì có thể nắm bắt hiểu cái nội dung của video. Ví dụ cái cách tính nhẩm thứ nhất là đối với những cái chữ số mà nó có hàng chục giống nhau, thì cái phương pháp mà Mèo Hay đã trình bày đó là dồn cái số đơn vị về một bên. Như vậy 13 chúng ta dồn thêm số 6 này qua thì nó sẽ thành 19, thì bên này còn lại 10 thì sẽ là nhân với 10, rồi cộng thêm lấy hai số đơn vị của hai thừa số nhân với nhau, rồi cộng chung với cái kết quả tìm được, tức là cộng thêm 3 nhân 6 thì chúng ta sẽ có kết quả của bài toán. Và ở đây cụ thể nó sẽ bằng, cái này coi như cũng nhân nhưng cũng như là không nhân rồi, nó sẽ bằng 190, chỉ thêm số 0 thôi. Và ở đây là 3 lần 6 18. Cộng lại hai phép tính này chúng ta sẽ có kết quả là bằng 208. 13 nhân 16 sẽ bằng 208. Diễn đạt ra thì chúng ta thấy dài dòng. Còn nếu tính nhẩm ngay ở trên này là chúng ta thấy là 109 cộng với 18 luôn, 36 18 nè. 6 đưa qua đây 19 thì nhân 10 là 109 cộng 18 là chúng ta ra ngay kết quả 208. Nó rất là nhanh tính nhẩm theo cách này. Hoặc là một cái ví dụ 24 nhân 27 chẳng hạn. Đó thì dồn số đơn vị qua thì chúng ta sẽ có là 31 nhân với 20 rồi cộng thêm 4 nhân 7, tức là hai số đơn vị của hai thừa số, và chúng ta dễ dàng nhận ra kết quả đây là 620. 31 nhân 2 là bằng 62, thêm số 0 vô 620 cộng 4 lần 7 28 và nó kết quả là bằng 648. Đó, đặc biệt là đối với những cái số lớn, chúng ta ôn nhanh các cái phép, cái mẹo nhân hai chữ số với hai chữ số. Rồi đối với 95 98 giờ số về ở một bên cũng được, nhưng mà thông thường cái này là chúng ta làm bằng cái phương pháp làm tròn. Đây cũng là phương pháp để lát nữa chúng ta giải quyết những cái bài toán mà lệch số hàng chục. Cho nên chúng ta chú ý nghiên cứu lại kỹ cái phương pháp này nha. Đó thì so với hai số này chúng ta có thể so với số 100. Thì bên này nó sẽ là thiếu 5. Cái số làm tròn ở đây là thiếu 5. Cái số làm tròn bên này là thiếu 2. Đó. Và cách giải quyết cái bài toán này, cái phép tính nhẩm của cái bài toán này nè, là lấy cái này trừ cái này, hoặc lấy cái này trừ cho cái này. Chúng ta đều được hai cái số đầu tiên, nhiều nhận được hai số đầu tiên của kết quả phép tính là 93. Còn hai số sau á là chúng ta lấy hai cái số làm tròn này nè nhân với nhau được bao nhiêu chúng ta ghi ra phía sau. Ở đây là -5, đây là -2, tức là thiếu so với 100 á, thì nhân với nhau nó lại thành dương 10, cho nên chúng ta ghi vào luôn. Và 95 nhân 98 sẽ bằng 9310. Chúng ta làm nhanh thêm, thử thêm một phép nữa nha. 94 nhân 97 bằng
ở đây là thiếu 6, ở đây là thiếu 3. Lấy cái này trừ cái này trừ cái này, 97 trừ 6 hoặc 94 trừ 3. Chúng ta đều có hai chữ số đầu tiên của phép tính là 91. Và hai chữ số sau là 6 nhân 3 bằng 18, ghi tiếp hai chữ số phía sau. 18. Thì nó ra kết quả rất là nhanh. Đó, và cái phép này gọi là phép làm tròn. Tuy nhiên, cả hai số này đều là số thiếu so với 100. Vậy thì một số thiếu so với 100 nhân với một số dư so với một số 100 thì có được không? À, thì cũng theo nguyên tắc đó và chúng ta cũng làm được các bạn. Đây ví dụ như là chúng ta có cái phép tính là 92 nhân với 106. Thì rõ ràng ở đây là thiếu 8. Còn ở đây lại là thừa 6. Chúng ta chú ý cái dấu trừ dấu cộng này nó rất quan trọng nha các bạn. À. Thì bây giờ khi chúng ta dời số 6 này qua đây nè. Dời số 6 qua này qua đây thì chúng ta sẽ có 98 nhân 100. Đúng không ạ? Và kết quả đầu tiên là chúng ta sẽ có 9.008. 9.008 kết quả đầu tiên. Cái kết quả tiếp theo là 8 nhân 6 bằng 48. Nhưng vì nó trái dấu cho nên ở đây thành phép trừ chứ không phải là phép cộng. Và khi trừ ra lấy bớt 100 trừ cái này nè. Lấy bớt 100 trừ cho 48 chúng ta sẽ còn 52. Như vậy ở đây còn 9.007, lấy bớt ra 100 à. 9.007 52. Đó thì đối với cái số một cái số dưới 100 và nhân với cái số trên 100 thì chúng ta thực hiện như vậy. Đây cũng là một cái phép tính mà khán giả hỏi rất nhiều. Số dưới 100 nhân với số dưới trên 100 thì có thực hiện được không? Chúng ta tính nhẩm cái dùng máy kiểm tra là cái phép tính này nha các bạn. 92 nhân 106 sẽ bằng đây 9752. Cái phép tính vừa rồi thì khán giả hỏi rất nhiều. Tức là nhân hai số chéo nhau, một số dưới 100 á và một số trên 100 nhân với nhau được không? Đều được hết. Rồi nhân đây thì xin trả lời những cái thắc mắc mà khán giả hỏi nhiều nhất. Đó là hai cái số nó lệch về cái hàng chục á thì có thể xử lý được không? Có thể nhân theo cái cách của mẹo hay được không? Đó, thì xin trả lời là được. Ví dụ như cái bài toán là chúng ta có cái bài toán là 27 nhân 65. Đây cái bài toán này cũng là cụ thể của một vị khán giả nêu. Ở vị khán giả này đưa ra hai bài bài này với một cái bài cực kỳ đơn giản nữa. Một cái bài là 29 nhân 40. Bài này quá trời đơn giản luôn. Trên kinh Mẹo Hay hướng dẫn những cái cách tính nhẩm này rất là nhiều. Chúng ta lấy thẳng luôn 29 40 nhân với 30 là bằng 1.200. Rồi trừ bớt một lần 40 là nó ra luôn. Ra rất nhanh. 100 trừ 4 200 nè, trừ 40 còn 160. 160. Cái này hầu như không phải tính gì luôn á là nó ra luôn mà. Rồi thì chúng ta vận dụng nha, chúng ta vận dụng cái cách làm tròn. Thì ở đây chúng ta thấy 27 nên làm tròn 30, nên làm tròn lên 30. Và như vậy thì ở đây nó sẽ thiếu 3. Và nếu ở đây làm tròn 30 thì ở đây nó thừa tới 35. Rồi. Và khi làm tròn 30 tức là chuyển qua đây 3 thì chúng ta sẽ có cái phép tính lúc này là 30 nè. Đó, nhân với rồi mới trừ cho hai số này nhân với nhau. Tại vì một số là âm, một số là dương cho nên khi nhân ra nó thành số âm. 3 nhân 35 bằng 105 và cái số này sẽ trừ 105. 3 nhân 62 thì đơn giản rồi ha. 3 lần 2 6. 3 lần 6 18. 1860 trừ 105. 1860 mà trừ 100 thì còn 1760. 1760 mà trừ bớt 5 nữa thì nó sẽ ra còn lại 1755. Đó nghĩa là mặc dù hai cái số nó lệch nhau rất là xa, chúng ta vẫn vận dụng được cái phương pháp làm tròn đó để thực hiện cái phép tính rất là nhanh. Rồi cái phép làm tròn này thì trong các cái video trước thì trên kinh mình chia sẻ nhiều rồi ha.
Đây, ví dụ kiểm tra 27 nhân 65 sẽ bằng hay 1755. 1755. Rồi. Điều này có nghĩa là những cái phép toán mặc dù nó lệch nhau rất là xa, nhưng mà nếu biết vận dụng thì chúng ta vẫn xử lý rất là ổn thỏa bằng cái phương pháp tính nhẩm. Tính nhẩm bằng cách làm tròn. Thử thêm ví dụ 22 nhân 56. Rồi chúng ta cũng làm tròn 30 thì rõ ràng lấy bên này qua đây thêm 8 để chúng ta có được là 30. Mà bớt bên này 8 thì bên này nó chỉ còn lại có 48 thôi. Còn so với cái làm tròn thì bên này nó thiếu 8. Làm tròn đến 30 thì bên này nó thiếu 8. Còn bên này nó thừa tới 26. Đã. Thì sau khi nhân hai số này chúng ta phải trừ ra cái tích của hai cái này. 86, 48. Viết 8 với 4. 8 lần 2, 16. Với 4 là 20 trừ bớt 208. Rồi, chúng ta có kết quả 3 lần 8, 20. 4, viết 4 nhân 2. 3 lần 4, 12. Cộng 2, 14. Lấy bớt 200. Trừ cho 200 này thì ở đây sẽ còn 1240. Lấy 10 trừ 8. Còn 2. Như vậy sẽ ở đây sẽ còn lại 1232. Như vậy cái phương pháp làm tròn này nó sẽ giúp tính nhẩm được tất cả các cái phép tính hai chữ số với hai chữ số. Có những phép tính thì thuận lợi hơn, có những phép tính thì không được thuận lợi, nhưng mà rõ ràng nó nhẩm được hết. Rồi, video hôm nay đến đây thì xin phép kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Mèo Hay trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần tới. Bye bye.